Xin chào anh em là Tú, chuyên review Rolex chính hãng. Thì hôm nay em Tú sẽ làm một chiếc video tổng hợp hai mẫu Rolex Deadshot 126231 và 126234. Như anh em thấy đây, chúng ta sẽ có đầy đủ hết những cái phụ kiện đi kèm và bao gồm hai tấm thẻ. Tấm thẻ của chiếc 231 thì sẽ có date là tháng 4 năm mùng 4 tháng 2 năm 2022 và chiếc 126234 mặt ngọc trai thì sẽ là date 12 tháng 2 năm 2022. Cả hai mẫu này thì đều là hai mẫu hàng mới. Và chiếc đầu tiên đó là chiếc Rolex Deadshot 126231 Wimbledon. Thì chiếc này của em thì sẽ có size là 36mm. Cả hai mẫu này đều có size 36 và đều là mẫu mới nhất của Rolex. Chúng ta sẽ có một cái phần mặt số được hoàn thiện bởi các đường chảy tia siêu nhỏ ở trên toàn bộ phần mặt số. Và phần mặt số này thì sẽ được Rolex họ chế tác bằng rhodium, là một cái kim loại quý gấp 5 lần vàng, độ tính chất hóa học cũng như là cái độ chống ăn mòn, độ sáng bền theo thời gian là cực kỳ cao. Và chiếc thứ hai đó là chiếc mặt ngọc trai. Thì cái phần mặt ngọc trai này thì sẽ được Rolex họ chế tác hoàn toàn bởi phần vỏ của con trai ngoài tự nhiên, toàn bộ đều là tự nhiên hết. Bởi vậy chúng ta sẽ có phần mặt số cực kỳ đẹp. Đó, anh em có thể thấy phần mặt ngọc trai này nó sẽ có những cái đường vân mây cũng như là các ánh sắc cầu vồng khi mà chúng ta nghiêng vào từng góc độ. Mặt ngọc trai này thì cũng là một trong những cái màu mặt được nhiều anh em săn tìm cũng như là có một cái mức giá cao nhất, tại vì cái phần mặt ngọc trai này nó luôn là một cái phần mặt quý hiếm. Và ở trên mỗi phần mặt của cái chiếc đồng hồ được trang bị mặt ngọc trai thì mỗi phần vân đều có một cái phần vân mặt khác nhau, bởi vậy nó không khác gì là một cái mặt số limited cả. Mỗi một phần vỏ của con trai thì đều có một cái vân khác nhau, không chiếc nào giống với chiếc nào cả. Và em xin báo giá cho anh em cả hai cái mẫu này. Mẫu bên tay trái của em là một chiếc Wimbledon date tháng 2 năm 2022, em giao lưu đó là 395 triệu. Và chiếc mặt ngọc trai 126234 mặt ngọc trai này, liềm vàng trắng, thân thép trắng thì em đang giao lưu đó là 415 triệu. Cả hai cái mẫu mặt này thì đều là hai cái mẫu mặt sử dụng kim loại quý của Rolex cũng như là phần mặt số tự nhiên. Đó, mặt ngọc trai tự nhiên với một chiếc có đề mi vàng hồng, và đây là một cái mẫu được sản xuất cũng như là một cái mẫu có tên gọi là Wimbledon. Thì đây là một cái mẫu được Rolex họ chế tác để kỷ niệm cái giải quần vợt của bên Anh, và đây cũng là một cái giải quần vợt nổi tiếng nhất thế giới. Thì chúng ta có thể dễ dàng nhận biết đó là trên cái phần mặt số sẽ là mặt xám rhodium và cọc số sẽ là cọc số la mã có màu xanh. Về phần thân vỏ cũng như là phần thiết kế thì nó sẽ đặc trưng của dòng Deadshot rồi. Với mẫu demi vàng hồng thì cái phần cọc số, phần cọc bộ kim này, phần liềng, phần bộ dây thì sẽ được trang bị bằng vàng 18K. Còn với chiếc mặt ngọc trai 126234 này thì sẽ có phần bộ kim này cũng như phần liềng sẽ được làm bằng vàng trắng 18K. Còn lại phần thân vỏ sẽ được làm bằng thép không gỉ Oyster Steel. Thì cái phần thân thép này thì đó là một cái thép được Rolex họ chế tác độc quyền của Rolex. Và phần vàng này cũng sẽ là vàng Ivory Rose Gold, là một cái phần vàng được Rolex họ chế tác độc quyền. Cả hai mẫu này thì đều sử dụng bộ máy Rolex In-House K, bộ máy Rolex In-House 3235, là một cái bộ máy do chính Rolex phát triển, bao gồm tất cả những cái bằng sáng chế của Rolex và có độ sai số, độ bền bỉ, độ ổn định cực kỳ cao. Bộ máy này thì anh em sẽ có là 31 chân kính, tần số động sẽ là 28.800 và thời gian tích cót sẽ là 70 tiếng tích cót và sai số sẽ là cộng trừ không quá 2 giây một ngày. Với hai cái mẫu đồng hồ Rolex này thì anh em có thể mang vào Rolex Việt Nam bảo hành chính hãng thoải mái và sẽ được bảo hành đến tháng 2 năm 2027, tức là bảo hành 5 năm. Và hai mẫu này em đang sẵn tại Hà Nội. Anh em ở Hà Nội thì có thể qua lên tay trực tiếp, cũng như là em cũng có shop trong thành phố Hồ Chí Minh. Anh em trong thành phố Hồ Chí Minh thì cũng có thể qua shop em để giao dịch cũng như là để lên tay. Em ngoài anh em ở tỉnh thành khác ngoài Hà Nội thì em có nhận ship tận nơi cho anh em, kể cả anh em ở bất cứ đâu trên toàn quốc em cũng có thể ship tận nơi cho anh em. Đó, nên anh em chỉ cần ưng cái mẫu đồng hồ này thôi, em cam kết hàng chuẩn chính hãng cho anh em. Và bây giờ thì em sẽ lên tay thử cho anh em với hai mẫu đồng hồ này nhé. Với cái mẫu 126231 demi vàng hồng, mặt số
rhodium màu xám thì chúng ta sẽ lên tay một chiếc đồng hồ rất nổi bật. Anh em nào hay chơi tennis thì chắc chắn sẽ không lạ gì với cái dòng sản phẩm Wimbledon này rồi. Đây là một chiếc hàng mới, chúng ta sẽ thấy chiếc này của em còn nguyên siêu. Đó, rất đẹp đúng không anh em? Cổ tay anh em tầm dưới 17 hoặc dưới 17.5 là có thể đeo được chiếc này cực kỳ thoải mái rồi. Đây là một cái mẫu free size của Rolex, cổ tay nào cũng thể đeo được và hầu như là anh em Việt Nam đều đeo size 36 này. Cả hai phần khóa thì anh em sẽ thấy được hai chiếc đồng hồ đều được trang bị khóa Oyster. Đây là một cái mẫu đời mới nhất của Rolex và sẽ sử dụng cái bộ khóa này. Đó, bộ khóa Oyster. Bây giờ em sẽ lên tay thử cho anh em về cái mẫu mặt chai này. Mặt ngọc chai thì nó sẽ mang đến cho em cái vẻ đẹp của thiên nhiên được hòa vào trong cái phần mặt số như vậy. Kể cả cái phần cọc kim cương cũng trên chiếc đồng này cũng sẽ được Rolex họ tuyển chọn từ những viên kim cương ngoài tự nhiên và sẽ có những cái độ trong, độ đẹp cũng như là các lát cắt trên cái phần viên kim cương này cực kỳ tốt, cũng như nó sẽ đạt cái tiêu chuẩn của Rolex. Cả hai mẫu đồng này thì đều được trang bị lúm lúm mặn cổ chai, thì anh em sẽ thấy được hai phần lúm này. Đó, với cái lúm mặn cổ chai này thì anh em sẽ có đó là 100m chống nước, chúng ta rửa tay đi mưa nhẹ nhàng cực kỳ thoải mái. Với cái mẫu 126234 này thì anh em sẽ thấy cái phần thân vỏ sẽ được làm bằng thép không gì, thép Oyster Steel là một loại thép độc quyền của Rolex rồi. Bộ dây Jubilee cực kỳ mềm mại, khóa sẽ là khóa Oyster. Mặt sau đáy đây Rolex họ sẽ là không làm lở, họ sẽ không làm lộ máy. Chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin trên các website của Rolex, đó là bộ máy 3235. Bây giờ thì em xin báo giá lại cho anh em hai cái mẫu đồng hồ này, là một cái mẫu Wimbledon với mặt số rhodium, đó là em giao lưu với mức giá là 395 triệu, còn với mặt số ngọc trai thân thép trắng thì em giao lưu đó là 415 triệu. Đó, anh em quan tâm mẫu đồng này, hai mẫu đồng hồ nào thì cứ alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0366621996 hoặc có thể qua shop em trực tiếp để lên tay. Ngoài bán thì em có nhận giao lưu đổi các tất cả các mẫu đồng hồ Thụy Sĩ chính hãng, ưu tiên Rolex, Omega, Longines. Anh em nào đang có nhu cầu đổi các lên đời hay giao lưu thì cứ gửi hình ảnh cho em sẽ thu lại với anh cho anh em một cái mức giá tốt nhất để anh em có thể lên đời một chiếc Rolex hay một chiếc đồng hồ ưng ý khác. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.